bên này cá nhiều hay bên kia ít mà. Rồi, chồng vàng. Bên đó chơi vừa gặp mình được. Rồi, chỗ nào thông tiền búa? Nói chung là đi thả lưới xuống thì bắt cái gì á. Cái gì nhân lúc hàng có đóng cua nữa, mình cũng vượt bắt nó mà. Có thì mình lấy con nhỏ thì mình thả xuống lại. Ở đây là người nào cũng có người hô hết á. Nhưng mà từ lúc có người hô rừng, có người hô hẹp. Như lúc là người 3 hectare, có người 2 hectare. Nhưng mà rừng thì nuôi tôm cá thuận nhiều hơn. Còn chặt quả thì nuôi có chùm lớn. Đập nước là mình đuổi. Đuổi đâu cho cá chạy nó đắm lưới. Khơi quạt được. Cái này là cái gì à? Nó cá con nhỏ. Nếu chỉ khoảng thêm khoảng 2 tháng là bắt đầu thu hoạch được cá to. Đây rồi. Ngày này xong có cua. Hết tuyệt ngày qua, hôm qua là cua nhiều. Giờ chứ mình bụng được rạc mà, không có cua được. Hàng ngày đi thu hoạch được chừng này đây, mai là chắc cũng xài đủ ngày rồi. Tối bắt đầu về đi thu cua. Có cá thì được cua rồi. Rồi, anh ơi, dậy đi lối lư cả sáng rồi. Lối lư cả trưa này. Rồi, dạ lắm chứ. Cháu ơi, mấy bữa tới mình lối sớm thì bữa nay đi là trưa rồi đây. Lên là trưa chờ rồi nghe. Cầm số xuống mà lối này. Bữa nay mình lối đi là trưa rồi đây. Trưa chờ. Trong hồ là mình bỏ khoảng 20 cái thôi, con người ta bỏ là 50 cái. Ở nhà mình làm từ lúc mà đến giờ chưa có 20 năm rồi á. Từ khi bắt đầu lại chung lại vợ là làm cho đến bây giờ luôn. Bây giờ đồ no này, đồ no lên kiếm tôm cá để đi chờ buổi sáng á. Cái mình bỏ lưới là được cá, giờ chứ mình đồ no là chỉ có tôm chi thôi. Tôm á, đồ no bữa nay có tôm. Tôm đó người ta gọi là tôm đất. Khoảng 2-3 tháng nữa mới có cái cân á, mà có lúc mà đẹp trời là chạy cả kênh nhiều lắm. Cái mũi đang giữ lại thăng bằng được. Tôm đây là con tôm này vừa nãy mới thu được. Còn nếu như con tôm giống nhỏ là không chưa thu được. Con này được chất lượng của hãng đây. Tôm này chẳng phải 25 con. Bữa nay là đủ no được. Chẳng nay tôm cả. Xong lơ lư. Tôm này với cá này là
thiên nhiên. Từ trong hồ mình từ có luôn, chứ mình không tốn tiền để mua giống. Hai cân thôi, không chịu nổi rồi nữa, hai cân rồi. Con đứa ra không chết 10 giờ. Hồi 20 giờ. 15 răng có con 15. Bà bỏ với bạc lời chứ bà. Mà mới mấy bữa một cái like đã bữa like đã được. Là nói. Dạ. Phí. Để mới cả mấy hai bạc. Cảm ơn con.